thủ tục hoàn công nhà đất sai giấy phép xây dựng. Nhà tôi mua năm 2012 là nhà cấp 4 gác lửng. Năm 2013, tôi xin giấy phép xây dựng thành nhà một tấm đúc giả. Nhưng thực tế tôi không xây theo đúng giấy phép xây dựng và xây luôn trên phần lội giới. Vì nền móng nhà cũ, tôi ra cố thêm và xây lên thôi. Giờ hiện trạng nhà và giấy phép xây dựng không trùng nhau. Như vậy thì tôi có thể làm giấy hoàn công được không? Xin nhờ bất động sản.com.vn tư vấn giúp. Trả lời. Như vậy là đã có hành vi vi phạm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Căn cứ theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục quy định này, gia đình mới có thể tiến hành thủ tục hoàn công đăng ký biến động được. Thông tư 02/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 121/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát triển nhà công sở do Bộ Xây dựng vừa ban hành có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 năm 2014 nêu rõ hành vi xây dựng sai phép được hiểu là xây dựng sai một trong các nội dung của giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế được cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu kèm theo giấy phép xây dựng được cấp. Việc xây dựng nhà riêng lẻ, việc xây dựng nhà riêng lẻ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không bị coi là hành vi xây dựng sai phép. A. Thay đổi thiết kế bên trong công trình mà không ảnh hưởng đến việc phòng cháy chữa cháy, môi trường, công năng sử dụng, kết cấu chịu lực chính hoặc kiến trúc mặt ngoài của công trình. B. Giảm số tầng xây dựng so với giấy phép xây dựng đối với những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt. A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. C. Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.